Rồi chào bà con nghe, nó thiểu con TF 160 nè, sản xuất lại lắp cáp Indo nè. Đây 160. Là 16 ngựa 2400 vòng trên phút, có đề nha bà con. Hai có đề luôn nè. Đây bình bọn đầy đủ nè. Có sạc kết hợp nằm đây luôn bà con kìa, ghim vô đây là sạc thôi. Đây. Ghim vô đây thôi. Kéo vậy kìa. Có đề luôn bà con. Đây. Ở này có đề là bánh trứng dày nè bà con. Trứng dày nghe không? Ở này bánh trứng dày nè nha. TF 160 có đề. À, nguyên bộ đề sạc luôn nè bà con, ghê không? Bình bổng sẵn luôn nè. Bà con mua kết hợp xài thôi. Đẹp ghê không? Con có bảo hành cho con 5 nha. Quá đẹp luôn. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Đây nó đây. Đẹp cực kỳ không? Có đề chứ khác cục đề nữa, con máy móc có hợp nhau chứ khác cục đề không đề thôi. Đây. Quá đẹp. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. TS 160. Có đề không đề đầy đủ. Đẹp. Đây là mẫu mới TS 120, mẫu mới có đèn. Đây đẹp không? Sản xuất với các tên đô luôn. Đây TF 110 luôn. Wow, 110 là có đèn. Đẹp cực kỳ không? Con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707.